Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Động 98 Gaming này. Thì mọi người đang rầm rộ cái chiếc búa mới ra là cực kỳ là xịn sò, là nhiều bạn chỉ đi đảo có 5-10 phút là ra đá hiếm luôn đúng không ạ? Đấy, thì thực ra chưa chắc cái đó là do cái búa đâu, có khi là tỷ lệ đá, cho tỷ lệ ngọc hiếm ở trong các đá được tăng lên đấy. Thì bây giờ nha, mình sẽ dùng chiếc rìu cùi này để đi đập đá so sánh với chiếc búa xịn mới ra, xem là các bạn thử so sánh em cái nào là cái xịn hơn nha các bạn nhé. Thì mình có một chút mẹo cho mọi người. Thì mình thấy này, các bạn muốn đào kim cương xanh, kim cương xanh và kim cương đỏ, tức là kim cương xanh và kim cương trắng, thì các bạn nên đào ở khu đào thao. Theo mình kinh nghiệm rồi, mình đào ở khu đào thao, kẽ xuất sẽ thấy xuất hiện đó là kim cương xanh và kim cương đỏ, kim cương xanh và kim cương trắng rất là nhiều. Và đào ở khu camping thì sẽ xuất hiện kim cương đỏ rất là nhiều. Đấy, kim cương đỏ nha, các bạn nhớ nha. Kim cương đỏ thì mình thấy đào cho khu camping lên rất là nhiều. Kim cương xanh và kim cương trắng thì xuất hiện ở khu downtown rất là nhiều. Đấy, kim cương trắng thì nó còn xuất hiện nhiều ở khu plaza nữa. Plaza nhá, plaza và khu downtown là hai khu xuất hiện kim cương trắng nhiều. Đấy, kim cương xanh thì mình thấy ở khu downtown này cũng nhiều. Kim cương đỏ thì mình thấy xuất hiện ở khu camping. Còn cái viên ngọc ngọc hồng ấy, cái viên hồng ngọc ấy, thì cả ba khu vực nào thì cũng đều như nhau cả. Đấy, camping hay plaza hay cả downtown thì cũng như nhau cả thôi các bạn. Đấy, ngọc lục bảo hay là ngọc bích, ngọc bích thì mình thấy xuất hiện nhiều ở trong trong khu plaza và downtown. Camping cũng có, nói chung là cái viên ngọc bích và ngọc lục bảo ấy, thì hai viên đấy thì xuất hiện ở, nói chung là ba khu vực đều như nhau. Đấy, còn mấy cái viên kim cương ấy thì các bạn ví dụ đang thiếu cái viên nào ấy thì mình chỉ cho các bạn. Như mình đây là mình đang thiếu một viên kim cương trắng nữa, là mình chế tạo được ô tô rồi. Đấy, có kim cương đỏ thì mình thừa rồi, mình được hai viên rồi. Đấy, thì mình sẽ chế tạo ô tô, thì thiếu một viên kim cương trắng nữa. Thế cho nên là đấy là lý do vì sao các bạn thấy rằng ở đây mình hay đào ở khu đào thao các bạn nhé. Mà một phần nữa đó là khu đào thao thì mình sẽ có mẹo đào đá riêng rồi. Đấy, mình đã chỉ cho mọi người rồi, nó dễ đào hơn. Wow, có vẻ khó khăn ghê, gần đứt viên đá rồi. Wow, một viên ngọc lục bảo à các bạn. Vừa nói xong thì ra luôn viên ngọc lục bảo luôn. Rồi, khá là xịn sò con bò nha. Một viên ngọc lục bảo, viên này nó chỉ là viên tím thôi. Wow, ra đây nè. Ui, xịn sò nhé. Đó. Thì cái viên này ấy, thì hầu như cái đồ của cái viên này, hầu như là những cái đồ của viên này của cái đợt sự kiện ngọc thi thành rơi ấy, thì đã thay đổi hết rồi. Thì những viên này bây giờ chủ yếu để làm những cái vật phẩm khó thôi, và những cái vật phẩm đắt đấy nó sử dụng nhiều cái viên ngọc lục bảo lắm. Mình thấy ít nhất là phải dùng đến 5 viên rồi. Đấy, hoặc là những cái đồ trang trí ngoài đào thì những cái đồ trang trí đấy nó không có dùng, mặc dù mình thấy nó không đẹp. Chủ yếu nếu mà trang trí thì mình sẽ lấy cái ô thôi, nhưng mà nếu mà chế tạo thì mình sẽ chế tạo cái ô hoặc là chế tạo cái xe ô tô gì đó. Thì hai cái đấy thì một cái mình nhớ là một cái xe ô tô màu xanh thì dùng đến 10 viên ngọc bích. Một cái xe ô, mà một cái ô thì dùng đến 5 viên ngọc bích các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ có đi đào, các bạn chế tạo xe ô tô đấy. Rồi, vậy là viên đá này đã ra ngọc hiếm rồi. Thì đào nốt viên đá này nha. Thì mỗi một cái nó chỉ ra một viên thôi, chắc chắn là không ra nữa rồi. Cố đào nốt cho nó vỡ thôi. Thì đứng xa xa trên kia mình có nhìn thấy một viên ngọc lấp lánh ở góc này, vậy ra mình đào nốt. Không biết là có ra cái gì không đây. Dạo gần đây thì đa số những cái viên ngọc lấp lánh nó sẽ ra được rất chỉ ra dễ ra đá hiếm. Nhưng mà các bạn phải đào tầm ban đêm cơ. Còn đào tầm ban ngày thì nhiều người đào lắm, cho nên là tỷ lệ của ra nó ra rất là ít. Mình thì mình hay đi đào vào tầm ban đêm đấy thì hầu như một mình một khu vực chả có ai đào cả. Đấy, cho nên là trong những cái viên đá lấp lánh ấy, đa số là chưa có ai đụng đến. Cho nên là tỷ lệ nó ra cái ngọc hiếm rất là cao các bạn. Mình thì mình hay đi đào ban đêm bởi vì ban ngày các bạn chơi rất là đông. Đấy, cho nên là tỷ lệ đào ra cũng thấp hơn, bởi vì đa số tỷ lệ phần trăm ra đá mà các bạn đào hết rồi. Còn nếu các bạn đào ban đêm thì nó tỷ lệ không có người đào, cho nên là đá nó vẫn còn nguyên bản như vậy. Cho nên là rất là nhiều đá hiếm. Hầu như gặp 3 hay 5 viên đá lấp lánh thì phải có tầm 2-3 viên có ngọc hiếm hết. Rồi, không có gì các bạn ạ. Nhưng mà được cái viên đá bạc cũng là một viên đá hiếm rồi. Ai rồi,
bấm này đào đất luôn cũng được này, có bây giờ đào đất luôn cũng đào luôn nha các bạn nhé. Bên đằng kia có một viên đá to nữa đấy, mình không biết là có nên ra đào hay không nghe, hay là lại đứng đây đào tiếp cái cuốc đất này đây. Rồi một hồi xong thì chúng ta lại đến gặp luôn đó là một viên đá hiếm lấp lánh ở góc này đấy, đá này không có gì cả các bạn. Mình sẽ so sánh cho các bạn đó là chiếc búa cùi và chiếc búa xịn cho tỷ lệ ra đá hiếm của nó như thế nào nha các bạn nhé. Thực qua wow, một viên ngọc bích nha các bạn nha, một viên ngọc bích rồi. Rồi một viên ngọc bích, tỷ lệ không thua kém gì chiếc búa xịn nha các bạn nhé, tỷ lệ không thua kém gì chiếc búa xịn luôn đó, ngọc bích luôn, không thua kém gì cả, đủ xịn xò chưa. Nhưng mà mình có cái búa rồi ấy, cho nên là mày này, đây là mình dùng búa hơi nha các bạn nhé, đây là mình dùng búa hơi, mình không có dùng búa búa ấy đâu. Đấy, búa hơi, búa hơi với cái búa hồng ngọc luôn các bạn, được chưa, xịn xò chưa. Đấy là búa hơi nha. Nói chung là so về, nếu so về tỷ lệ ra giữa các búa thì nó cũng chỉ ngang nhau thôi. Nhưng mà ở cái là cái búa sấm sét ấy nó có tỷ lệ ra đá huyền thoại. Đấy, do đá hiếm huyền thoại đấy cho nên là các bạn đập nó sẽ kiểu như là những cái viên, các bạn đập những viên lấp lánh ấy, thì nó sẽ tỷ lệ nó dễ ra hơn. Bởi vì nó tăng cái tỷ lệ ra đá huyền thoại cho nên là trong tất cả các viên đá các bạn đập nó sẽ có nhiều đá xịn xò hơn. Nhưng mà mình thấy thì nó chả khác biệt là bao cả. Nhưng mà nếu mà các bạn, mình thấy là nếu như các bạn dùng cái viên cái búa thì các bạn đập nó nhanh vỡ đá hơn. Đấy, mình thấy là như vậy. Còn nếu các bạn dùng rìu và cầm búa hơi như này thì nó lâu hơn. Bởi vì các bạn phá đá nó nhanh hơn, thế cho nên là các bạn sẽ nhanh tìm được mục tiêu mới. Các bạn đào được nhiều thì các bạn sẽ kiểu hiệu suất của các bạn cao thì các bạn sẽ đào được nhiều ấy hơn. Nhiều đá hơn để các bạn làm hơn. Thì nếu như các bạn đã có tiền thì các bạn đầu tư cái búa đấy cũng được. Mình thấy nói chung là giữa khen và chê của cái búa đấy thì mình thấy 50-50. Đấy, cho nên là có tiền thì đầu tư cũng được, mà không có thì chúng ta nên dùng cái rìu chế tạo của mình thôi. Bởi vì từ trước giờ không có cái đấy thì chúng ta vẫn đào được thôi đúng không? Vẫn đào được, rất là xịn xò thôi. Rồi chúng ta lại đi kiếm những viên đá khác xem còn có viên đá nào không ha. Lên xe thôi. Rồi thu hoạch trong đây là được một viên ngọc bích, một viên hồng ngọc và một viên ngọc bột bảo với những cái chiếc búa cùi rồi. Rồi đổ lại đây, viên này thì không có lấp lánh nha các bạn nha, không có lấp lánh nhưng mà hết đá rồi, phải đào thôi các bạn, hết đá là phải đào thôi. Ôi ra đá không à. Ấy, mình chết trông cho mình rất chi là chăm chỉ đào đá và chế tác nha, cho nên là mình kiếm được rất là nhiều điểm mầm. Đấy, các bạn chịu khó đi đào đá này để kiếm điểm mầm, là ngày xưa các bạn cứ phải chờ cái những cái trang phục đấy, ra xong rồi các bạn mua xong các bạn kiểu đổi sang nó được lãi một tí ấy. Bây giờ các bạn không mất tiền, các bạn còn được điểm mầm nhiều, thế tha hồ mà kiếm kim cương. Từ cái đợt mình đổ được hơn 1.000 điểm mầm, bây giờ mình kiếm chắc phải đến độ gần 100 kim cương rồi, chắc là tầm độ 4 hôm gì đấy, 4 hôm đã kiếm được gần 100 kim cương rồi. Bởi vì có mấy hôm mình bỏ được 20 kim cương ấy. Mấy hôm nay có những clip mình không lên cho các bạn mà không có cái xuất hiện. Ôi, kim cương xanh. Ôi là trời. Các bạn có thấy gì không ạ? Kim cương xanh luôn nha. Rồi. Vậy là mình đã ít le được viên kim cương xanh, bây giờ đổi qua camping nha. Bởi vì mình muốn kiếm thêm một ít kim cương đỏ nữa các bạn ạ.
Đấy, bởi vì chế tạo cái chiếc xe ô tô đấy, như mình nhớ là cần kim cương đỏ và kim cương trắng, và một chiếc ô tô thì cần kim cương xanh và kia học lục bảo đấy, cho nên là mình sẽ đi kiếm một ít kim cương đỏ. Lần trước mình đã đào được một viên kim cương đỏ trong khu camping này rồi, thế cho nên là mình muốn kiếm kim đỏ thì mình sẽ vào đây mình kiếm nha. Khá là xịn sò. Một ít nữa mà có điều kiện thì mình cũng sẽ có thể sắm cái búa đấy cũng được. Cái búa đấy mình thấy cũng ok, nhưng mà uầy, bạc trắng ạ. Nhưng cái búa này nó chỉ bán theo sự kiện thôi nha, nếu như bạn nào không mua một ít nữa nó mất là cũng hơi phí đấy. Đá này, cơ bản đấy, tất cả những cái viên ngọc mà mình có xuất hiện trong đợt này thì mình đã đào được hết lên rồi, cho nên là với những cái chiếc búa sắt đấy mua nó không còn ý nghĩa gì nữa các bạn ạ. Bởi vì nếu như lúc đầu mình đã bảo rồi, nhà phát hành nên ra những cái đồ đấy từ lúc đầu. Đấy, nếu ra từ lúc đầu thì chúng ta sẽ cần cái búa đấy hơn thì chúng ta sẽ mua nhiều hơn, đúng không? Bây giờ đào đủ hết đá rồi thì ai còn cần cái búa đấy nữa, trừ khi nếu như khi nhà phát hành ra cái búa này xong, sau rồi nhà phát hành ra thêm thêm đá mới đấy, ra thêm một số đá hiếm mới thì nó hay ho hơn, để cho các bạn cần sử dụng đến cái búa đá, búa sắt đấy hơn, búa sấm sét đấy hơn, đúng không ạ? Nên đây nhà phát hành thì mình thấy ra là búa đấy không thì đa số mọi người có đầy đủ hết rồi, mà mọi người đã khi mọi người đã sắm đủ ngọc hết rồi thì mọi người cái búa đấy họ đâu còn hứng nữa. Chủ yếu là người ta muốn cần một cái đồ xịn để người ta đi kiếm cái ngọc mà người ta chưa có, đúng không, để dễ đào ra hơn. Thế bây giờ người ta có cái tham vọng của người ta đã đạt được hết rồi thì người ta cũng không muốn nữa. Giống như các bạn kiểu như là chơi một cái tượng, giống như các bạn leo tháp hay nhảy obelisk thôi đấy, khi các bạn chưa đạt đến mục đích cuối cùng các bạn vẫn muốn nhảy, vẫn muốn nhảy, vẫn muốn nhảy. Khi bạn đã đi đến cái ngưỡng cuối cùng rồi, các bạn đã biết những cái thử thách trên quãng đường rồi thì các bạn không muốn nữa đấy, không muốn, tức là nhảy vài lần là chán, không muốn nữa đấy. Các bạn đã đạt đến cái sự tối đa rồi thì các bạn đâu còn muốn làm gì nữa, đúng không? Thế cho nên là ra tầm này nó hơi muộn, thật sự là ra hơi muộn, bởi vì sự kiện đã qua mất, sự kiện đập đào đá này mình thấy qua đã ra được gần tháng rồi. Ui kim cương đỏ, wow, thì giờ chưa tôi đập nốt nha, đập nốt tí nữa khoe sau nha, đập nốt cái chỗ đá này tí khoe sau nha. Ui ngồi buôn dưa lên, vừa đập đá vừa buôn dưa lên với các bạn, bốc phét một tí thôi ra luôn đá hiếm á, vừa một kim cương xanh này, giờ ra kim cương đỏ các bạn, có xịn xò chưa các bạn? Quá là xịn xò chứ lại bảo không xịn xò đi. Uầy, xịn xưa đây à. Quạng hồng, quạng đồng chứ lại quạng hồng, ngọng 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 của các bạn. Được viên kim cương đỏ sướng quá, ngọng luôn. Thật sự nếu như bạn nào mà thức khuya được ấy, thì nên đi đào ban đêm. Mình thì mình hay ngủ sớm. Nếu mà như như mình là mình ngủ sớm này, sau tầm 3 giờ sáng mình dậy. Đấy, mình đào, mình chỉ đào từ khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 4 rưỡi, 1 tiếng rưỡi thôi, thời gian đấy là mình đào được khá khá ngọc hiếm luôn. Bởi vì lúc đấy là thì ngoài đào là một mình đào, mình cứ gắm cái viên đá nào xịn thôi, mình đi đầu tiên rồi mình sẽ đi tìm viên đá lấp lánh trước mình đào. Đấy các bạn nhá, ngọc kim đỏ đấy đây đấy, mình sẽ tìm đá lấp lánh mình đào trước, xong mình đào mấy viên đá to to, 2 viên đã ngọc đỏ rồi. Úi giời ơi, xịn sò chứ các bạn. Ê. Rồi lại về đây, về khu đây tìm. Đấy, thấy không? Tầm này nó vắng người không có ai cả, mình cứ đi tìm tiên những cái viên nó lấp lánh mình đào thôi. Đào hết viên lấp lánh thì mình đào đến những viên đá to cho các bạn. Đấy. Quặng bạc. Bởi vì tầm này làm gì có ai đâu các bạn, mình đi cả bản đồ, các bạn thấy những cái chỗ bản đồ đấy mình đứng đào làm gì có ai chạy qua đâu. Chả có ai chạy qua cả. Tầm này sớm sớm quá. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Ok chưa? Ngọc lục bảo một viên luôn, quá là xịn sò à. Đấy, những cái viên đá lấp lánh bình thường chỉ cần những cái viên như thế này thôi, các bạn ngọc lục bảo bây giờ với mình nó cũng không còn hào hứng lắm nữa, mặc dù nó là viên hiếm lần nhưng mà không thích bằng mấy viên kim cương các bạn. Mình thiên thích của những mấy viên kim cương hơn, quặng đồng này đấy, chính ra nhé, cái quặng đồng này cực kỳ cần luôn. Nói chung là những cái quặng cộng đồng, cộng sắt, cộng bạc, cộng vàng mình đều cần hết,
bởi vì những cái viên đấy mình đổ được ra vào để mầm ấy, đào càng nhiều tốt. Đá thì cũng cũng cần vừa vừa, nhưng mà đá ra nhiều quá nó kiểu như những cái đồ tái chế bằng đá này nó được ít điểm mầm ấy, cơ bản nó mất thời gian thôi, nó kiểu như là cứ 10 phút thì được 3 điểm mầm. Nếu như bạn nào mà bạn chịu khó thì bạn tái chế được nhiều điểm mầm lắm, ví dụ như mình chẳng hạn. Rồi chắc là clip mình xin dừng tại đây thôi nha. À, các bạn không đừng buồn khi không có chiếc búa đấy, mình thấy cái búa thường thì các bạn vẫn đạt được bình thường, quan trọng là các bạn phải biết tận dụng thôi nha các bạn nha. Clip mình xin dừng tại đây, bye bye mọi người.